cùng với các cầu thủ đến từ bóng đá phong trào. Và đây là FC Đoàn Kết Minh Khôi cùng với các cầu thủ phong trào màu xanh dương và các cầu thủ của câu lạc bộ Minh Khôi mang trang phục màu xanh hình nhóm chuối. Các cầu thủ hai đội đang chuẩn bị chào các cổ động viên và xin tặng các cầu thủ bằng một tràng pháo tay thật lớn quý vị. Trọng tài điều khiển trận đấu mà chúng tôi đang chuẩn bị tường thuật trực tiếp là ông Phi Đông và ông Vũ Trọng Lợi. Minh Khôi là những người được giao bóng trước. Hiệp đấu thứ nhất vừa đã bắt đầu. Ở bảng A đã có hai đội cầm hòa nhau. Dứt điểm, dứt càng không vào. Quang người rất khéo. Không được, không qua được Xuân Thành. Quang người rồi, có thể dứt điểm. Không được, cú đá chân trái là quá nhẹ. Không được, các cầu thủ đội Đoàn Kết họ vẫn đang chơi rất tập trung. Rồi cho cầu thủ Minh Khôi, dứt điểm quá nhẹ trong tình huống vừa rồi. Dứt điểm rất căng không vào. Và con người rất khéo của cầu thủ đội Minh Khôi. Đăng Trình dứt điểm vào. 1-0 dành cho các cầu thủ đến từ câu lạc bộ bóng đá Phong Trào. Chúng ta xem lại tình huống này. Một tình phối hợp phải nói là rất đẹp, chỉ một đường chuyền thôi thì cầu thủ mang số 10 đã đánh lừa được thủ môn Văn Trung. Đó là Đức Thiện. Rất nguy hiểm. Rất nguy hiểm, không vào. Pha đá bóng rất nguy hiểm và rất may là thủ môn cũng đã kịp lui về. Còn là phạt ở bên phần sân nhà dành cho cầu thủ đội Phong Trào. Dứt điểm không vào. Cầu thủ đội Minh Khôi không muốn mất điểm. Pha để bắn bóng khá nguy hiểm. Chuyền bóng vào trong không vào. Cầm hòa nhau với tỷ số không đều. Đó là vòng đấu đầu tiên. Dứt điểm không vào. Pha xử lý rất nhanh nhẹn của cầu thủ mang áo số 15. Đó là Văn Tú. Văn Tú để bắn bóng rồi. Phá qua người, không vào. Và là cầu thủ của đội Minh Khôi. Dứt điểm rất căng, không vào. Các bạn đang theo dõi trận đấu ở khuôn khổ bảng B của cầu thủ Minh Khôi gặp cầu thủ bóng đá Phong Trào. Rất nhanh. Quả bóng rất tỉnh táo, phán đoán tình hình địa lý rất tốt của thủ môn Minh Tiến. Rất vừa vào không. Tỷ số được quân mình mô đều. Chúng tôi đã gửi lời khen tới thủ môn Minh Tiến rất nhiều, nhưng trong pha bóng vừa rồi anh đã mắc lỗi cơ bản khi anh đã để cho bóng tuột khỏi tầm tay và anh đã đổ người. Và chúng ta xem lại tình huống phản góc vừa rồi, pha bóng chủ quan và các thủ Minh Khôi đã kịp thời quân bình tỷ số 1-1. Cầu thủ bóng đá Phong Trào ở bên cánh phải đội nhà tấn công. Cú đá rất nguy hiểm. Cú đá của Khắc Hưng rất nguy hiểm, không vào. Kịp không? Cú điểm rất căng, không vào. Bóng vẫn còn trong sân. Xuân Thành rất cố gắng. Một pha chuyền bóng rất hay của Xuân Thành. Vẫn là cầu thủ Minh Khôi. Kịp không? Rất nguy hiểm, không vào. Vẫn còn, không vào. Vẫn là cầu thủ đội Đoàn Kết. Rồi, dứt điểm, không vào. Khung thành của thủ môn Văn Trụ. Câu trả lời của thủ Minh Khôi. Câu trả lời không vào. Qua người rồi. Xuân Thành để tham gia tấn công. Xuân Thành dứt điểm không vào. Cực kỳ nguy hiểm.
phong trào đã để trong một chốc lát rất nhanh để cho thủ đội mình khởi cướp được bóng, nhưng cầu thủ đội bóng đá phong trào đã kịp thời lùi về dứt điểm không vào. Vẫn là cầu thủ đội bóng đá phong trào đánh đầu không vào. Trọng tài đã thổi còi trước rồi. Với 4 trận đầu tiên đều có tỷ số hòa. Nhưng đội ra quân đó là bóng đá phong trào trong trận đấu này, họ không có đồng tỷ số được đấu lên 2-1 rất bất ngờ. Có lẽ cầu thủ mang áo số 10 Đức Thiện là người ghi bàn. Và chúng ta chờ xem pha quay chậm. Và các thủ bóng đá phong trào không muốn dừng lại ở con số 1 điểm. Đúng vậy, người ghi bàn chính là Đức Thiện. Anh đã có một cú đúp cho đội mình. Đức Thiện, vẫn là Đức Thiện chuyền bóng ra, không được. Vẫn còn cơ hội dành cho các thủ đội Minh Khôi có điểm. Không kịp rồi. Và như vậy đúng lúc này trọng viên Chí Đông đã kết thúc trận đấu của các thủ đội Minh Khôi gặp các thủ đội bóng đá phong trào ở khuôn khổ bảng B. Và như vậy trong trận đấu ra quân thì các thủ đội bóng đá phong trào đã có được 3 điểm đầu tiên và xin chúc mừng họ.